Người dân Nam Bộ vừa trải qua 2 ngày nghỉ lễ với thời tiết nắng nhiều và khá nóng. Không biết là sang ngày hôm nay thì thời tiết có đỡ nóng hơn không chị Hồng Quyên? Và thật tiếc là hôm nay thì nắng sẽ mạnh hơn cả 2 ngày trước đó và khả năng là bầu không khí sẽ còn nóng hơn nữa chị Kỳ Hương à. Trong hôm nay thì cũng sẽ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng hơn. Như là tại miền Đông Nam Bộ thì có tới 5 trên 6 điểm đạt ngưỡng nắng nóng nhiệt cao 35 cho tới 37 độ. Còn ở miền Tây, mức nhiệt 35 độ cũng xuất hiện ở Vĩnh Long và Châu Đốc. Các nơi khác của đồng bằng sông Cửu Long phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Cảm giác khá là nóng. Vì thế cho nên quý vị đi chơi trong kỳ nghỉ lễ thì cũng cần chú ý để đảm bảo sức khỏe. Một trong những hoạt động mà thu hút người dân đó chính là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Quý vị có thể tranh thủ đến với sân vận động của Cần Thơ để được trải nghiệm bay cùng với khinh khí cầu và ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Còn về thời tiết thì cả 3 ngày nghỉ lễ tới, tại đây không khí cũng chưa thể hết nóng đâu. Thậm chí là vào ngày mai, mức nhiệt có thể tăng lên tới 35 độ chạm ngưỡng nắng nóng. Còn về chiều tối thì có thể xuất hiện mưa dông đi kèm theo là sấm sét nguy hiểm. Với những nơi mà sát biển như là thành phố biển Phú Quốc, trong ngày hôm nay thì cũng nắng nhiều, mặc dù nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 32 độ. Thế nhưng mà nếu ở lâu ngoài trời vào buổi trưa hay là đầu giờ chiều thì cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Về chiều tối đến đêm, bầu không khí mới bắt đầu dịu hơn, chỉ còn khoảng 27 độ, khả năng có thể xuất hiện mưa dông thoáng qua. Thời tiết ở các vùng biển vào dịp này thì cũng thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Vùng biển quanh đảo Nam Du, Thổ Chu và bao gồm Côn Đảo, ít mưa và gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.